cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ đôi đồng hồ để bàn thuộc dòng Vibor với phần kiểu dáng độc lạ. Và đây là hai chiếc đồng hồ đến từ hai thương hiệu rất nổi tiếng ở châu Âu. Mẫu đầu tiên đến từ thương hiệu Verdes, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và các bác sẽ biết đến nó với những chiếc đồng hồ treo tường. Và đây sẽ là một chiếc đồng hồ Vibor đến từ thương hiệu Verdes nổi tiếng của Pháp. Và mẫu thứ hai đến từ thương hiệu Smith & Field, một thương hiệu cũng rất tiếng tăm của nước Anh. Đây các bác, rất đẹp. Và cả hai chiếc đồng hồ này đều được sản xuất năm 1930, năm 1940. Và đây sẽ là hai sự lựa chọn với các bác đang sở hữu cho mình một bộ sưu tập đồng hồ để bàn. Bây giờ thì em sẽ vào mẫu đầu tiên là mẫu đồng hồ Vibor Verdes với phần kiểu dáng giống những chiếc tivi ba buồng cổ, rất là đẹp các bác. Và mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 33,5 cm, bề ngang là 48 cm, bề dày là 15,6 cm. Và máy móc thì chiếc đồng hồ sở cho mình bộ máy chính hãng Verdes hoạt động ba lăng chạy tuần lên dây, sở cho mình là 5 gam đồng tiếng nhạc Westminster. Mẫu này chợ của em đang được bán mức giá là 5 triệu, mức giá cực kỳ hợp lý nha các bác. Và ở chiếc đồng hồ này thì độc lạ ở phần kiểu dáng, và đặc biệt hơn khi bác mua chiếc đồng hồ này mình có thể mua thêm một bức tượng hoặc trên ảnh mình để trên đây, vì phía trên đây là một mặt phẳng các bác. Đây một mặt phẳng này. Với phương tông màu chiếc đồng hồ này sổ mình một màu nâu sáng rất là đẹp, cùng với đó là màu sáng này sẽ làm nổi bật hơn những vương gỗ tự nhiên này, rất độc đáo ở phần kiểu dáng nha các bác, rất đẹp. Mặt số là mặt số hình chủ nhật này, rất sang trọng. Đế đây được thiết kế kiểu cách rất là đẹp này. Và như ở đầu liên nói với các bác thì phần kiểu dáng này sẽ giống những chiếc tivi ba buồng cổ này, rất đẹp các bác. Mặt kính sở hữu cho mình là mặt kính hình chủ nhật, là kính mo này. Mặt kính mo này có giá cạnh các bác. Này, mặt kính zin sẽ có giá cạnh. Mặt số cũng là sổ của mình là mặt số hình chữ nhật với những chữ số La Mã 3, 6, 9, 12, còn những số còn lại thể hiện một đường gạch này, rất kiểu cách và sang trọng. Và ở đây phần dòng chữ thương hiệu Verdes sẽ là dòng chữ nổi bật cái nền gỗ này. Đây các bác, những vườn vuông gỗ này sẽ được xếp theo thứ tự rất là đẹp. Này nó sẽ vuông góc với nhau lại. Kim là kim hoa văn, rất độc đáo các bác. Bây giờ thì em sẽ các bác nghe tiếng chung của chiếc đồng hồ này. Em sẽ quay phần mặt lưng để quay cho các bác xem. Đây các bác, phía trên đây sẽ là cần công tắc silent của chiếc đồng hồ này, rất độc đáo các bác. Một cái cơ chế hoạt động của nó là các bác đặt bên silent thì một chiếc cần này nó sẽ đưa xuống đây, nó sẽ chặn lại cái phần bật gió rất cầu kỳ. Và đây các bác, bộ máy chính hãng của Verdes 5 gam đồng, bài nhạc Westminster. Rồi sau một lưng này sẽ có một cái tem, đây một bánh tem rất quen thuộc với các bác nào đã sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ Verdes treo tường và để bàn giống như vậy. Các bác,
bánh. Và tiếp theo thì em sẽ đến với mẫu thứ hai, là mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Smith & Field. Mẫu này sổ cho mình là một tờ giấy, catalog đây, chính hãng Smith & Field. Đây, bác Smith English Club. Đây, đây là chiếc chìa khóa của chiếc đồng hồ này, chìa khóa zin này các bác. Và chiếc đồng hồ Smith & Field này kích thước tổng thể với chiều cao là 23 cm, bên ngang là 36,5 cm, bề dày là 15,6 cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Smith & Field, hoạt động lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình là 4 gông, một bài nhạc Westminster và có cần công tắc chế độ silent. Và đây là một chiếc đồng hồ sổ cho mình phùng kiểu dáng độc đáo, đây một cái tông màu được lấy cảm hứng từ chiếc đàn piano. Đây các bác, ở đây bên góc này sẽ là một màu nâu đen, lòng giữa này sẽ là một màu nâu sáng với những đường vân gỗ rất là đẹp. Đây, góc này được trang bị những hoa văn được đẽo thủ công bằng tay, rất đẹp các bác. Một chiếc đồng hồ Smith & Field này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 4.500.000. Đẹp các bác. Rất sang trọng các bác. Mặt số của chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình là mặt số châu. Kính được trang bị là kính mo riêng nguyên bản. Và đây là phần niềng đồng, rất là đẹp. Mặt số với 12 chữ số học châu được khắc rất là đẹp các bác. Một chiếc đồng hồ này, hãng này sẽ sử dụng cho mình là phần màu nền của chiếc đồng hồ làm phần mặt số luôn, rất cầu kỳ các bác. Dòng chữ Enfield sẽ làm phần lòng giữa, và ngay phía dưới đây sẽ là dòng chữ là Made in England, xuất tại Anh. Và đây là từng công tắc tắt âm của chiếc đồng hồ, bây giờ em sẽ các bác nghe tiếng chuông. Âm thanh rất hay cho một chiếc đồng hồ Vibor Smith & Field. Đây, bây giờ sẽ các bạn xem phần máy của chiếc đồng hồ này. Đây, máy chính hãng Smith & Field, 4 gông đồng, hay không xéo. Và với hai mức giá em vừa thông báo các bác thì cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm với móc tại cửa hàng cho các bác. Và đặc biệt hơn thì tụi em sẽ trao hàng lắp đặt trực tiếp cho các bác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và các bác nào quan tâm mà muốn sổ ngay một trong hai chiếc đồng hồ Vibor kiểu dáng độc đáo này thì hãy liên hệ ngay với số hotline 0909 25303 hoặc 0909 25303. Rồi đây là địa chỉ của nhà số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong hai chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bạn đã xem video, nhấn nút like cái kênh để ủng hộ em phát triển, để làm thêm nhiều xem. Cảm ơn các bác.